Trong hai ngày qua, theo dõi các phiên thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, cử tri cả nước đánh giá không khí các phiên họp rất sôi nổi, đại biểu Quốc hội phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, nhận diện đúng những vấn đề nội tại của tình hình kinh tế xã hội đất nước cũng như ở mỗi địa phương. Cử tri cũng gửi tới Quốc hội những vấn đề được người dân quan tâm như ngăn chặn nạn tham nhũng, lãng phí, chính sách phát triển nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân, phân bổ vốn đầu tư công. Thứ nhất là cái đối tượng để được phân bổ vốn, kể cả trung hạn hay dài hạn và vốn phục hồi thì cần phải đúng ba đúng. Một là đúng đối tượng, đúng cái địa chỉ, địa điểm mà cần phải phân bổ. Thứ hai là đúng cái người có trách nhiệm. Cái người có trách nhiệm đứng đầu đó phải chịu trách nhiệm nhận toàn bộ cái dự án đó và phải có cái cam kết cũng như là chịu trách nhiệm toàn bộ cái quy trình, cái quá trình thực hiện cái việc phân bổ đó. Và cái điều thứ ba rất là quan trọng là cái việc phân bổ cần phải thực hiện vừa đúng cái quy trình pháp luật quy định mà vừa đảm bảo cái tính hiệu quả của nơi được cung cấp cái số vốn đó. Lãng phí rất nhiều, không những thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều nơi khác cũng thế thôi. Có những cái trạm bơm nước sạch ấy, xây dựng có khi hàng 5-7 năm, nhưng mà bây giờ cỏ mọc chả ai nghĩ đến. Hoặc có những cái cầu ấy thì bắc xong rồi, nhưng mà cái đường dẫn lên cầu chính là không có, mà cứ để dân phải vác xe đi vòng vèo, thì đấy cũng là cái rất lãng phí. Lãng phí về thời gian, lãng phí về tiền của, cho nên tạo ra những cái bất đồng. Cần xử lý một cách triệt để những cái dự án, những cái đầu tư mà nó không đem lại hiệu quả, nó kéo dài quá nhiều năm. Những cái công trình dự án này nó dáng dở như vậy và nó lãng phí rất nhiều công sức và tiền bạc của nhà nước, của chính quyền các cấp. Và tôi cho rằng cần phải có giải pháp triệt để, đặc biệt là công tác thanh tra và kiểm tra. Cần phải có những cái quyết sách quyết liệt trong việc thu hồi những cái dự án không đạt được hiệu quả và nó gây lãng phí cho xã hội. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi thấy thì nhà nước cần có những cái chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước đây thì những cái chính sách áp dụng cho nông nghiệp, cho hợp tác xã thì hoạt động rất là tốt rồi. Bây giờ cần thêm những chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp để hoạt động trong lĩnh vực trong nông nghiệp vừa và nhỏ, như hỗ trợ vay vốn và những cái chính sách ưu tiên cho đặc thù của ngành nông nghiệp.